Xin mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với LTK Bonsai. Hôm nay mình làm clip này tại điểm bán cây kiển của anh Khali ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, giới thiệu cho quý vị các bạn có nhu cầu giao lưu cây kiển. Rồi, giới thiệu gì đây anh Ly ơi? Chào anh Tấn, chào bà con. Hôm nay tôi có là 35 cây trang vàng lá nhỏ và 2 cây sugo phục vụ bà con. Mong bà con ủng hộ cho tôi clip này như những clip trước. Tôi chân thành cảm ơn. Rồi, đầu tiên là vô cây số 1. Dạ, giá dễ chơi. Rồi. Đầu tiên là cây số 1. Rồi. Cao 1m7, nó cỡ 1m8 1m9 là tính 1m7 thôi. Rồi. Ngang. Ngang 90. Rồi, ngang 90, chậm chậm đi, lên đang cũng đang lên bông. Đang lên bông anh. Cao 1m7 ngang 90, cây số 1 nha bà con. Rồi, hoành khoảng nhiêu báo luôn đi. Báo hoành đó. Hoành là 13. Rồi, cây này giao lưu bà con là 1,2 triệu. Quay đi. 1,2 triệu. Báo ship toàn quốc. Khoan khoan. Rồi xuống. Chưa sát ở nhà để bông giúp tôi rộng á. Tiếp tục là cây số 2. Cây số 2. Cao 1m6, ngang 90. Hoành thân. Rồi. Hoành thân là 13,5. Đừng có chồm quá. Rồi. 13,5. Cây này vô luôn con, 1,2 triệu. 13,5 tính 13. Tiếp tục. Bông để ngoài. Quay. Cây nào bông để ngoài nha. Quay quay. Cây này cao cỡ gần 2m à, tính cỡ 1m7 thôi. Rồi 1m7. Ngang 90. Hoành thân. Đừng có che cái bóng. 12,5 tính 12. Quay. Rồi trang này cũng già chứ anh. Dạ, cây này giao lưu bà con là 1,1 triệu. 1,1 triệu. Hàng này hàng già cây lắm anh ơi. Tiếp tục. Cây số 4, cao 1m6, ngang 90. Hàng này 1m6, 1m7, 1m8 không mà bà con ơi. Nhưng mà tôi tính trừ hao cái đoạn khấu thành đề, tôi trừ hao cho bà con là từng tắc hay tắc lấy lên không đó. Rồi gâu ghia. Trừ hao gâu ghia. Quảnh hết là 12. Rồi cây này giao lưu bà con 1,1 triệu. Cây số 4. 1,1 triệu. Bảo ship toàn quốc. Bảo ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0918488913. Rồi, anh Ly ở khu vực đó Hòa B, phường Long An, quận Long An, thành phố Cần Thơ. Rồi đi xa cây có xuống chút đỉnh thôi ha. Chứ dạ, cái hàng này là gì là bà con là nó đâm đọt luôn đó, nó không có gụng bị gì, cái lá này nó vừa lụa rồi. Rồi. Sợ lá già đi xa nó gớt. Rồi. Tiếp tục cao. Là cây số 5. Rồi báo. Cao 1m6 ngang 7,90. Dạ. Rồi. Hoành thân. Quay qua đây. Giật mấy gâu lên. Hoành nó là 15. Rồi cây này giao lưu cho bà con là 1,1 triệu. 1,1 triệu luôn. 1,1 triệu luôn. Bao tiếp toàn quá. Tiếp tục. Cây số 6. Bữa nay bán giá hồi đó nhìn xuống chút xíu cho bà con dễ chơi. Rồi. Cao 1m6 ngang 90. Hoành nó là 14. Rồi cây này vô luôn con, 1,1 triệu luôn. 1,1 triệu. Bao ship toàn quốc. Hoành lớn luôn đó nghe bà con. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là cây số 7. Cao 1m6 và ngang 90. Hoành thân. Hoành nó là 13. Hoành 13. Cây này vô luôn bà con, 1,1 triệu. Rồi quay. Cây số 7 nè bà con. Hàng này tiền nào cũng thấy bà con, hàng này rất là đẹp, đẹp dữ lắm, đẹp. Tiếp tục cây số 8. Cao khoảng 1m7, ngang 90. Nói chung từ 1m9 đây lên, ý 1m7 đây tới 1m9 đó bà con ơi, nhưng mà trời cao rồi cho coi. Quanh đó là 12,5. 12,5. 12,5 tính 12. Quay đi. Cái này giao lưu bà con cũng 1,1 triệu. Cây số 8. Tiếp tục là cây số 9. Cao 1m6 và ngang 90. Mình là đứng lên là cỡ 1m7, 1m7 mấy không đó, mà nó cao hút đầu mà cỡ gan hơn không đó. À, trừ hao bà con tính 1m6, 1m7 thôi. Rồi. Phán ngang nhiều là rộng ha. Dạ. Còn đó là 14. Rồi cây vô bà con 1,2 triệu. Hoành 14. Từ từ. Cây số 9 nha bà con. Rồi đổi.
Tiếp tục là cây số 10. Cây này tàn quá dữ rồi bà con. Cao cỡ 1m8 à. Tính 1m7 thôi. 1m8, 1m9 á. Ngang 90. Tàn dữ lắm cái tàn. Bạch đó là 12. 12 gửi tính 12. Cây này Zalo bà con chịu 2. Tàn khủng khiếp lắm nha bà con. Rồi. Tiếp tục. Cây số 11. Cao 1m7, 1m6, ngang 90. Hoàng Đơn. Hoàng Đơn là 13. Diễn dướng rồi. Coi mời tính 12 thôi cây, 13 gần 13 tính 12 cây này 1.1 thôi. Rồi cũng 1.1. Rồi, 1.1. Coi mấy cây nào mà nó hơi ấy rồi, tàn nó hơi ấy chút xíu là tôi bớt liền cho bà con liền hà, mà cây rất đẹp, đẹp dữ lắm, đẹp. Rồi, tiếp tục cây số 12. Cao 1m6, ngang 90. Hoàng Thân. Hoạch đó là 13 rưỡi. 13 rưỡi tính 13 cây này 1.2. Rồi, 1.2. 13 rưỡi tính 13 đó. Cây này cốt. Xuống cây. Bự. Rồi. Tiếp tục. Cây này hay lùn. Cây này lùn cây số 13. 2m rưỡi không? Hạ quay tính hạ thứ coi con. Mét rưỡi, mét rưỡi đúng. Rồi. Ngang 90. Cây này dễ chơi nè, giá dễ chơi cho bà con chơi nè, có bành trà bá nè. Bành trà bá. Cây này quanh 12 rưỡi. Rồi cây này 1.1. Tiếp tục là cây số 14. Cao 1m rưỡi. Ngang 90. Rồi quay đi. Quay. Xây. Xây bông nhiều đấy ngoài này. Rồi. Hoàng Thân. Hoàng Thân. Hoàng Thân là 13 rưỡi. 13 rưỡi tính 13 thôi. Cây này giao lưu với bà con chiều 2. Rồi tiếp tục. Cây số 15. Cây số 15 cao 1m6. Ngang 90. Cây này cỡ 1m8 mà tính 1m6 thôi. Khoảng 14 cây này giao lưu bà con cũng 1.2 triệu nha bà con. Cây số 15. Tiếp tục là cây số 16. Nắm dưới gốc cao quá, con nắm dưới không được đâu, đều nắm gốc. Cao 1m6 rồi ngang 90, 80 gì đó. Ngày 80 à? 80. Cây này cũ dữ lắm, cũ anh Tuấn ơi. Thấp thân cao. Quanh nó 15 rưỡi. Rồi. Mới tính 15 thôi à, cây này giao lưu bà con chiều 2. tính 15 nha bà con. Tiếp tục là cái số 16 17. Cao 1m6 ngang 90. Đám này là một cốt chót đọt không nha bà con, là hàng dày đặc. Cái gì vậy? Cái số 17. Hoành là 13. Hoành 13. Cái này giao lưu bà con là 1.1 triệu. Tiếp tục cái số 18. Cao 1m6 và ngang 80. Cao 1m6 và ngang 80. Hoành Thân. Hoành của nó là 13 luôn. 13 quay. Cái này giao lưu bà con 1.1 triệu luôn. Chậm chậm thôi. Cây số 18 1.1 triệu đây bà con. Tiếp tục là cây số 19. Cao 1m6 ngang 90. Cây này cũng bự dữ à. Cao 1m6 ngang 90. Rồi chắn đi. Cây số 19 nha bà con. Hoành của nó là 15. Hoành 15. Rồi. Cây này giao lưu bà con là 1.2 triệu. Chiều 2. Cái số 19 hoành 15 đang nghe bà con. Tiếp tục. Số 20. Cao 1m6 và ngang 80.
Hoành Thăng. Hoành của nó là 13. Rồi. Hoành 13 cây này Zalo bà con 1.1 triệu. Số điện thoại của em là 0918488913. Em tên Ly ở khu vực Thái Hòa B, phường Đông Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Zalo của em cũng là số đó luôn đó nghe bà con. Tiếp tục. Cây số 21. Cao 1m6 và ngang 90. Cây tàn quá đặc. Cây này Zalo bà con là 1.1 triệu. 1.1 triệu. Bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc. Tiếp tục. Cây số 22. Cây số 22 cao 1m6 ngang 80. 1m6 cho cây này có 1m7, 1m8 luôn á. Hoành Thân. Rồi cây này Zalo bà con là 1.1 triệu. Ý là 1.2 triệu. Xin lỗi. Hoành 14 rồi bà con. Rồi. Tiếp tục là cây số 23. Cao 1m5 ngang 90. Cái này Hoành bự à. 13 gử. Cái số 23. Hoành có là 13 gử. Rồi tính 13. Cái này Zalo bà con 1.2 triệu. 1.2 triệu. Cái số 23 nha bà con, Hoành 13 gử tính 13. Tiếp tục là cái số 24. Cao 1m6 ngang 80. Bông để mà. Cao 1m6 ngang 80 nha bà con. Hoành Thân. Hoành đó là 13. Hoành 13. Cái này Zalo bà con là 1.2 triệu. Bá ship toàn quá. Dẹt dẹt à. Một cốt tàn dày đặc hết nha bà con. Rồi. Bông để ngoài này đi. Tiếp tục là cái số 25. Cao 1m5 ngang 80, 70. Này hơi hơi đâm cái đầu một chút. Rồi. Cao 1m5 ngang 80. Hoành Thân. Hoành của nó là 12 rưỡi. 12 rưỡi tính 12 cây này luôn bà con, 1.1 triệu. 1.1 triệu. 1.1 triệu. Bao ship toàn quốc. Tiếp tục là cây số 26. Cây này quá cái bụng rồi. Ngân bụng. Rồi. Cao 1m6 ngang 90. Ngang 1m luôn không? Chắc cỡ ta 90 à. Chạy chừng hao đi. Hoành của nó là 13. Hoành 13 cây này vô luôn bà con, 1.2 triệu. Cây số 26 nha bà con. 1.2 triệu. Bao ship toàn quá. Tiếp tục là cây số 27. Cao 1m6 rồi ngang 70. 1m6 ngang 70. Rồi đắng lại đi. Quay bề sáng ra. Sáng không? Quay bề sáng. Hoành đó là 13 rưỡi. 13 rưỡi tính 13. Cây này Zalo bà con 1.2 triệu. Rồi đúng xuống. Tiếp tục là cây số 28. Cao 1m5 ngang 80. Cao 1m5 ngang 80. Hoành có là 13. 13 cây 13. Số 28 nha bà con, cây này Zalo bà con là 1.1 triệu. Ngã rồi. Ngã rồi cho nó cái thằng nha. Dịnh dịnh cái đoạn. Ừ vậy đó. Rồi coi thằng nha. 1.1 triệu. Cây số 28 Hoành 13 nha bà con. Cây tàn rất lùng lực á. Tiếp tục cây số 29. Cây này đúng không? Cao 1m6 và ngang 90. Dịnh dịnh tiếp đó. Mấy cây nghiêng con dịnh tiếp đó cây. Ừ, đỡ cái đầu đọt cái ngã cái gốc ra cho nó xem. Hoành Thân. Hoành nó là 14. Hoành 14 cây này Zalo bà con 1.2 triệu. Cây số 29. Cây này đẹp cây lắm nha bà con. Rồi. Rồi xuống. Tiếp tục là cây số 30. Cao 1m5 mà ngang 80. Cây này cái cây nãy là cặp xứng dữ lắm chứ nè. Ngã qua ngã lại phải không? Dạ. Rồi. Hoành đó là 12 rưỡi. 12 rưỡi tính 12 cây này Zalo bà con 1.1 triệu thôi. Hoành 12 rưỡi đó nghe bà con, tính 12 thôi. Tiếp tục, cây số 31. Rồi mới đó ừ. Cao 1m6 và ngang 80.
đã lỡ đó rồi. Rồi rồi thắng rồi. Xe lại xe. Qua vòng luôn cho tướng dễ thấy nó qua luôn qua chút nữa. Rồi. Cao 16.080. Hoàng Thân. Hoàng có là 13 rưỡi. 13 rưỡi tính 13 cái số 31 này 1.200.000. Ngã ngã ra. Ngã cái đầu đỡ cái đầu đọt, ngã nằm. Ngã xuống không? Rồi. Thôi ngã bên kia thôi được rồi. Rồi. Số điện thoại của em là 0918488913. Em tên Ly ở khu vực ở Hòa B, phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Tiếp tục là cây số 32, cây này rất lùng lực nha bà con. Cao 1,5 và ngang 90. Cây số 32. Hoành Thân. Hoành có là 12,5. 12,5 tính 12. Rồi. Cây này giao lưu bà con là 1 triệu mốt. Ngã ra. Nghiêng cây á, nghiêng cây. Nghiêng cây thôi. Nắng thôi nha, ngã cho nắng vô. Nghiêng cây mà phải dịnh cái bàn quay đè lại đến nơi bàn quay đi theo luôn phần tấn á. Rồi. Rồi. Tiếp tục là cây số 33. Nắng nó hơi tối phải không? Nắng quá thì tối chừng. Tiếp tục cây số 33. Cao 1,6 và ngang 80. 90 vậy đó. Cây này tàn rộng mà tính. Người chịu cái đầu cho nó nằm xéo xuống chừng. Chịu cái chân cái cây quay lại nó mới ngã được. Còn nó là 12. Rồi cây vô luôn bà con, 1,1. Ngã ngã ra. Vậy đó. Đó ở. Rồi ok. Tối. Tiếp tục cây số 34. Cây này có gốc bự dữ á. Cao 1,6 và ngang 90. Và nó giống có 14 lắm á. Hoành Thân. Hoành nó là 14 giác. 14 giác tính 14. Cái này giao lưu bà con cũng 1,2 thôi. Ai lựa trước thì được cái bự nha bà con. Tiếp tục cái số 35. Cao 1,6 bề ngang 90. Xe giờ từ từ vòng rồi Hoành Thân. Hoành Thân có nó là 13,5. 13,5 tính 13. Cái này giao lưu bà con 1,2. Rồi. Rồi. Rồi tiếp tục là tới hai cây Sagi. Cái gì? Shigo. Chim chim tím mới được. Đó đó. Dít lên đẳng đều rút ra cho đẳng chút con. Thôi còn đang bó tàn nữa hả? Sao vậy quay đã đi. Đất được rồi. Đem hai cây ra để đất luôn. Đo chiều cao rồi được rồi. Đây đem hai cây kia ra luôn quay đi. Ra đi. Để đất đi. Quay để đất chim đi được rồi. Cái tàn tự nhiên mà. Tàn tự nhiên. Hai cây để kế bên luôn đi. Đứng chạy lụm nè, làm mấy cục gạch nó mới được. Đấy. Người dịnh đi, ngựa cây đi, đứng dịnh đi. Đứng dịnh đi. Rồi đó, đứng đâu mà thân nhẹ đều song song hai bên nè. Dịnh dốc không? Rồi. Cao đi ha. Báo chiều cao chứ. Cao 1,5 đi. Cao 1,5 bề ngang 1 m. Rồi Hoành Thân. Ngang mét tàn tự nhiên. Tàn tự nhiên. Lắc lắc cái tàn cái đi, lắc lắc xây hông xây cái xây. Nhẹ nhẹ đi cái xây cho coi cái mặt tàn nó bị nó án bờ rồi bên đây xây cái coi. Thì cây nó nằm kế cái thềm nhà đó. Cho nên bứng cái bầu nó mà đều bầu chắc lắm nha bà con. Là lên trái rồi ha. Trái nhóc trần rồi. Rồi Hoành Thân. Quay cái đầu qua bển. Hoành Thân. Là 14,5 tới 14. Rồi cây bên đây. Cũng vậy luôn. Già chứ cây này khoảng bao nhiêu năm anh? Cây này trồng cũng hơi lâu rồi anh ơi, lâu lắm rồi cây này mới được gì nè. 14 luôn. 14,5 hai cái thông phần. Dịnh yên đi, dịnh yên đi coi mấy cái trái nè. Hai cây là hoành 14,5 hết nha bà con Thóc Thanh tính. Có trái mấy mùa rồi đâu biết hả? Có nhiều mùa lắm á anh. Này người ta nói có trái nhiều mùa rồi. Rồi nhiều mùa. Thóc Thanh. Già nha. Rồi cái khúc Thóc Thanh nhiêu? Hoành 14,5 hết nha bà con. Thóc Thanh đó là 68. Rồi cặp này nhiêu? Một cây 3,2 triệu. Rồi một cặp 6 triệu hả? Một cặp đi thương lượng. Một cặp thì 6 triệu. Rồi. Đây một cây 3,2 triệu. Rồi hết rồi. Cây 3,2 triệu. Rồi hai cây này cuối cùng của clip. Hãy đi vô cây xe gây luôn. Chào tạm biệt bà con. Chào tạm biệt bà con. Mong bà con ủng hộ cho tôi clip này, tôi chân thành cảm ơn. Rồi, chào. Rồi đưa vô đi con. Cái cây này nhẹ nhẹ nè để nó sụt xịt. Tiếp nó tấn.